Nào nào, cả mấy ngố đứng ngay ngắn chào các cô chú đi con. Chẳng là hôm nay mẹ cháu có tỉa tóc cho cháu để cho nó nhanh dài, nhưng không ngờ nó thành mái ngố như này. Nhưng mà không sao, cũng hợp với chiếc cam nhỉ. Cái mặt đã giải trí sẵn, bây giờ cắt cái mái ngố này trông càng giải trí hơn đấy con ạ. Vừa về đến nhà, hai bố con đã đi mua sữa về đây. Đoạn này là đang khoe mẹ và xin phép mẹ: mẹ ơi cho con uống sữa nhé, mà sắp đến giờ ăn cơm rồi, thôi cất đi để tí ăn cơm xong rồi uống con ạ. Mẹ vừa nói dứt lời thì bố bảo: ra đây bố bóc cho. Đấy, cứ thế bảo làm sao, bây giờ không phải con hư tại mẹ nữa mà con hư tại bố rồi đấy nhá. Tí không ăn được cơm thì đừng trách tôi. Thôi thôi, mời hai vị khách lên phòng trông nhau để tôi nấu cơm. Nấu cơm xong rồi tôi gọi xuống ăn nhé. Trời bắt đầu vào mùa hè rồi, nắng nóng chẳng muốn ăn cơm nữa. Hôm nay cơm nhà Cam có món canh tôm nấu với bầu và thịt kho tàu. Cơm chín rồi, để lên xem hai bố con đang làm gì nhé. Bố thì lại nằm xem điện thoại, còn con thì ngồi tô tô vẽ vẽ đây. Mời hai quý khách xuống ăn cơm nào. Không biết có ai giống Cam không, cứ đến giờ ăn cơm mà lại giở trứng ra, bắt đầu dỗi với hờn mẹ đây này. Cam cũng hơn 3 tuổi rồi và năm nay cũng là năm đẹp nên ai cũng giục hai vợ chồng đẻ thêm đứa nữa đi cho vui cửa vui nhà. Nhiều lúc cũng tặc lưỡi thôi, hay đẻ luôn đi cho xong nhiệm vụ. Nhưng mà nghĩ đến lúc con Cam ăn vạ, nó dỗi nó hờn là mọi suy nghĩ lại tan biến hết luôn. Thôi thì kệ đi, con cái là của trời cho mà, không nên suy nghĩ nhiều. Đây là lúc ăn xong đây, cả gia đình ngồi trên một cái giường, con thì tiếp tục tô tô vẽ vẽ, còn mẹ thì giữ đúng lời hứa là đi khâu áo cho bố, còn bố thì vẫn tiếp tục công việc như thường ngày là cầm điện thoại. Thỉnh thoảng ra ngó Cam tí mà nó lại hét lên là: thôi bố đi ra đi, con không muốn bố đâu. Đấy đấy, con làm thế là nối giá cho giặc rồi đấy Cam ạ. Con nhìn thấy chưa, bố con lại cầm điện thoại rồi kia kìa. Đây đây, xong rồi đây, khâu xong đưa cho chồng xem. Chồng còn bảo là: ơ em ơi, chỗ này hơi nhăn nhúm một tí. Hôm qua em đã bảo anh rồi, em là giáo viên chứ không phải là thợ may đâu, chỉ cần anh kỳ vọng ít hơn một tí là được thôi mà. Em cũng làm cố hết sức rồi đấy nha. À đây, kể cho mọi người nghe, cái khóm hoa này được bác hàng xóm tặng đây. Bác hàng xóm tặng từ Tết, để trên ban công tầm được 2 tháng, qua Tết thì bắt đầu héo hết, thấy héo khô tưởng chết rồi cũng chẳng chăm sóc tới tắm tới hết. Hai hôm trước bố Cam lên với bê chậu hoa từ chỗ nắng và chỗ mát, để được một ngày thì thấy tươi lên, xong cũng lại tưới nước vào, sau đó thì đến hôm nay thì thấy tươi xanh như này luôn. Có giải thích thực sự luôn đấy, nhà có 3 người thì 2 bố mẹ mạnh hỏa, còn Cam thì mạnh mộc, nên là bố mẹ có trồng thêm cây ở trên ban công mà chẳng biết chăm sóc kiểu gì mà cây vẫn không tươi tốt lên được, chán thật sự luôn đấy.